Action. Hello, xin tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Farm Up. Ở đây các bạn có thể thấy có hai bộ đất nặn ở đây. Hôm nay mình sẽ unbox bộ BBQ này nhé. Cả hai bộ này đều là của hãng Magic John. Rất là cảm ơn bố Sukey đã đồng ý làm nhà tài trợ cho video này. Rất là cảm ơn. Ok, một lò kim này mình sẽ để trong video sau nhé. Sẽ cắt xuống. Đây. Đây chính là bộ Magic John này của chúng ta. Đấy, các bạn có thể thấy nó rất là đẹp luôn. Ở bên trên các bạn có thể thấy dễ dàng thấy nó có một số thành phần bên trong rồi đấy. Đây, cảm thấy bên cạnh ở bên ngoài rất là đẹp luôn. Đó, sau này thì nó có một cái playset này, nó có chừng này, rất là nhiều màu. Và cái bộ này gồm có một thanh này hoặc là vài thanh này, một cái máy ép kim các bạn vừa thấy, ép mì chứ, một cái máy nướng BBQ và một hộp đựng. Còn đây chính là bảng pha màu của các bạn ạ. Đây nhá, các có thể chụp lại và pha màu bằng đất nặn của các bạn. Đây, Magic John Happy Color Color Mode Fun Girl. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra. Lâu lâu rồi mình không làm video đất nặn. Trời ơi, xinh quá. Mình ở đây mọi người có thấy không? Rồi. Xinh quá các bạn ạ. Các bạn nhìn nó có một cái túi. À, một cái que. Để mình lấy ra cho các bạn xem. Đó, ở đây rồi mình thấy có mấy cái thanh đấy các bạn. Đây, đây chính là những gì nó có bên trong. Mình sẽ lắp ghép vào cho các bạn xem. Ôi, ngược rồi. Đây, đây, lắp như thế này và xoay hoàn tròn. Ở đây thì nó có mấy cái ô này để chúng ta đựng làm bánh nè. Còn đây chúng ta kẹp. Đây, mình sẽ thử này. À. Đây nha các bạn, có thể để như thế này. Đó, rất là thú vị. Cái này có thể đậy vào và mở ra. Lấy cái này ra trước. Đây là một cái máy ép mì. Bây giờ mình sẽ mở cái túi này cho các bạn xem này có gì nhá. Đây rồi, cái kéo thần kỳ của mình. À, hạnh phúc quá. Tăng 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 tăng. Đây, đây chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 5 hộp màu. Gồm những màu khá là cơ bản như là đỏ, cam, xanh lá cây, nâu và xanh nước biển. Đây chúng ta có một cái đĩa duy nhất. Một cái thìa, một cái muôi như là một cái mốc kim. Và ba cái này. Cái này hình như là đi lắp vào cái kia các bạn ạ, giống như trong hình. Ồ, tự nhiên chỉ có một cái khác màu thôi. Và một cái kéo, nhìn rất là thật. Một cái kéo rất là thật. Cắt kiểu cái nhựa của nó khá là dày nên cắt có thể giống như thật. Rồi, bây giờ mình sẽ bây giờ mình sẽ như mỗi hộp đều có một cái lớp ni lông ở trên nên là mình sẽ mở hết ra để chọc cái ni lông của nó nhé. Kéo đâu rồi đây? Cảm thấy nó sẽ khá là thơm đó các bạn. Đây giờ mình sẽ mở ra nhé. Bóc cái này phải cẩn thận, mình sợ nó dính cái ni lông xong nó dính cái tay mình đấy các bạn. Cái này nhìn sơ qua nó khá là giống đó là Play-Doh ha. Nhưng mà Play-Doh không có cái lớp ở trên như thế này. Mà là mở ra là được chơi luôn. Ôi. Cái là cấm vui như kiểu mùi bánh đó các bạn. Như kiểu cái mùi bánh ấy. Đây nhìn. Thơm lắm các bạn ạ. Thơm một cái mùi bánh nha. Nó cũng không khó bóc lắm đâu. Chỉ cần kéo tay một xẹo. Một kẹo là được. Mất cả mấy phút cho một hộp màu thôi mà. Mình sẽ làm nhanh hơn. Sẽ cố gắng làm nhanh hơn. Mình không hiểu làm BBQ mà dùng màu đen làm đồ ăn cháy hả các bạn? Ồ,
Ồ, đây là màu đen các bạn ạ, không phải là màu nâu đâu nhá. Cái nắp in màu bị làm sao ấy. Sẽ bóc hết ra luôn đi. Ôi giời. Cuối cùng một màu đỏ. Ôi giời. Mình thích chất màu đỏ luôn. Tại vì nhìn nó rất là tươi. Xong. Và đây chính là toàn thể tổng thể cái playset của chúng ta. Đó. Ở đây thì mình thấy có một số đồ dùng các bạn có thể có rất là nhiều. Ở đây thì mình thấy có một số đồ dùng các bạn có thể có rất nhiều cho các bộ bình thường, như là cái đĩa này rất là phổ thông, cái kiểu dao này cũng rất phổ thông nhá. Rồi, bây giờ mình không để ở đâu, mình sẽ chơi luôn nhé. Bỏ hết cả một bên. Ở đây thì như hình thì mình sẽ ép mì thử, mình sẽ thử ép mì trước. Để mình xem nào. Mình sẽ ép mì theo hình này nha các bạn. Đây, mình sẽ ép theo hình này nhá. Trong cái thanh này, cắt đi. Đây, thì mình nghĩ là nó sẽ lắp kiểu này này các bạn. À, lên mặt này ra ngoài nhá. Và lựa khắc đến cái ô mà các bạn muốn. Ô, này đẹp này. Ở đây thì mình thích làm ô này nên mình sẽ để nó ở chính giữa. Đó. Ở bên này mình có thể để một màu được không ta? Chắc là được đấy. Cứ gài tạm vào đấy ha. Mình sẽ dùng màu đỏ trước. Đây, sẽ dùng màu đỏ trước nha. Làm lẹo quá. Rồi, mình sẽ dùng màu đỏ trước. Ô này cũng có thể để đều được luôn. Mình sợ nó dính vào tay đó các bạn. Chết nhận mà sợ dính vào tay. Ui, mềm lắm các bạn ơi. Sao nó ra ngoài bây giờ nhỉ? Cầm một sự... À đây rồi các bạn. Sau khi nhờ một sự trợ giúp thì đây đã thành công rồi. Bột nạ siêu mềm luôn. Khi mà chơi mình nghĩ ngay đến Super Clay các bạn ạ. Nền đỏ cho đổi màu khác đi. Ừ. Màu đỏ hơi khó nhìn nên mình đổi màu khác nha. Màu tương phản nha. Màu tương phản màu đỏ là gì hả các bạn? Màu này. Màu này lại giống màu máy. Màu này giống màu máy nên mình đã dùng màu xanh lá cây các bạn ạ. À, mất cả sự trợ giúp ạ. À, rồi. Nó phải bạo lực như thế thì mới ra các bạn ạ. À, mềm quá. Giờ mình sẽ làm như thế này thôi. Hơi ghê thì mọi người thông cảm nhá. Mình đang hào hức lắm rồi. Với lại mình sợ mất thời gian. Rồi. Để đâu. Đây nha mọi người nhìn nha. À, nó dính vào đây luôn. Đây là mì rau má. Rồi. Theo như dẫn đi sau khi hết thì mọi người dùng cái kéo này để cắt mì. Cắt mì. Rồi đây. Cắt mì thành công. Một đĩa mì rau má thơm ngon đã ra lò. Xong rồi mình sẽ phải dọn. Đây là bạn chiến trường của nó, để lại các bạn ạ. Một đống bột nặn thừa luôn. Đây, dạy mảng cho các bạn nhỉ. Nếu mà sử dụng cái này thì các bạn nên làm như thế này nhá. Cứ thấm là được. Tiết kiệm, này nó là tiết kiệm đó các bạn. Mình sẽ làm luôn không mà không là nó khô màu thiết luôn. Ôi, bỏ qua đây, tí nữa mình sẽ làm. Đây chính là đĩa mì rau má tươi ngon của chúng ta. Đây nha. Đĩa mì rau má siêu tươi ngon. Mình sẽ lấy dao và làm cái đường. Cắt đơn giản cho nó cắt được không? Cắt được các bạn ạ. Nên mọi người ăn mì nha.
Tiếp tục mình sẽ làm gì bây giờ nhỉ? Làm xúc xích dán nhá. Tiếp tục sử dụng màu đỏ hay là màu cam nhỉ? Hay màu cam đi. Mình dùng màu cam nhé mọi người. Đây, mình sẽ dẫn mọi người cách lấy màu. Đây nhá. Úi giời. Dậy nắng nhìn nó như màu vàng luôn. Đấy, đã ra rồi các bạn. Quay trở lại căn bếp siêu, căn bếp nhỏ nhắn của mình. Thì mình sẽ lấy một màu. Vào đây. Mềm lắm các bạn. Rất là mềm và đã, nó còn dễ tạo hình nữa chứ. Rất là cảm ơn vì bộ màu này nhé. Đây, mình rất thích bộ này. Rồi, bây giờ mình sẽ gỡ nó ra. À, chúc chích đã ra ra. À, chúc chích lên bếp nè. Bật lửa cái xèo xèo. Cháy xèo 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 luôn. Đây, vẫn còn mì từ hồi nãy, mình sẽ làm mì xúc xích luôn đi. Cháo xúc xích vào trong mì luôn nhá. Xúc xích chín thì mình sẽ dùng cái này. Xiên, cho lên mì. Đó. Đây, mì giờ mình sẽ ăn nhé. Xin mời mọi người. Tại vì mình có mì rau nên mình không làm rau nữa. Mình sẽ làm thêm một món nữa rồi tạm biệt nhá. Tiếp tục mình sẽ làm món gì nhỉ? Mình sẽ thử làm một cái hamburger nhá. Ơ nhưng mà không có một đâu. Mình sẽ làm một trong những cái này hoặc là hai trong những cái này. Ở đây có một cái màu đen giả dạng làm nâu. Mình không thích làm, mình không thích màu đen. Nắng đã dịu bớt rồi. Đây. Đây là màu xanh. Mình sẽ làm hai cái bánh để ăn tráng miệng với cái món mì kia nhá. Cứ phải bạo lực thế mới có, thế mới được. Đây. Cái này hơi giống bánh khuôn cái bánh này. Của cái bánh này các bạn. Đây, mình nghĩ nó là một đấy. Cái bên cạnh thì mình sẽ dùng màu nào mình chưa dùng ta. Màu nào cũng dùng hết trơn. À, màu đỏ chưa dùng nè. Màu đỏ mình lấy ra thôi chưa dùng. Mình sẽ dùng một scoop này. Để cho em nó có việc. Rồi. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra. Không có đĩa nào cả nên mình lật ngược cái này lại là có một cái bàn nha. Vừa khít. Cực kỳ dễ lấy luôn các bạn. Đó. Ôi giỏ bánh của mình. Lại nó lại nào. Đấy. Giờ mọi người lấy ra. Rồi tạm tạm. Đây mình sẽ để nó cạnh cái món mì này. Ngay đẹp chưa? Bây giờ mình sẽ cắt bánh ra thử nha. Đây, bánh đây. Xong. Mình đã làm rơi con dao ở đất. Còn đây, bây giờ mình sẽ sắn một miếng, mình sẵn cho mình xúc xích rồi. Xúc xích cả một miếng. Không, một miếng mì đi. Đây chính là miếng mì xúc xích của chúng ta. Mọi người chơi ngon không? Video của mình đây là kết thúc rồi. Nếu bạn nào thích thì hãy like, share để kênh chia sẻ nhé. Nếu bạn nào thích video này thật nhiều thì có thể mình sẽ làm thêm một tập nữa về chơi bộ đồ chơi này nhé. Bye bye mọi người.